Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào các bạn. Ngày hôm nay mình sẽ cùng với các bạn đi thơ mò nhé. Bây giờ mình sẽ dẫn các bạn đi thơ mò. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho mình lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và bây giờ chúng ta cũng bắt đầu đi tô màu nào. Mình sẽ đi vào chi tiết tô màu nhé các bạn. Tôi tô màu xong nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ tiếp tục tô màu nhé các bạn. Thế con sao ấy? Yeah. Thế ra được có mặt đây. Mẹ em mò đây còn. Còn. Ờ. Ch
Chào em một thời về từ giả vợ thương em được khen rem mít em hít đi thùng thục cả bục que đã bao giờ thì cái mẹ nó chảy như vậy như vậy bây giờ mình kết thúc như vậy.